Chào mừng anh em đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Creep. Nó có tên là Creep Viking. Đây là trang nước hoa đã từng đạt giải thưởng FIFA thì bộ nước hoa thế giới, mà đây là cái giải thưởng mà tương đương với Oscar của ngành điện ảnh. Do đó đây là trang nước hoa mà cũng được đánh giá rất là cao trên các cái diễn đàn nước hoa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các anh em những cái cảm nhận của mình về trang nước hoa này, những cái điểm mình thích và điểm không thích về sản phẩm của nhà Creep. Ok, trước tiên để nói về những điểm mình thích về chai nước hoa này, điều đầu tiên mình muốn nói đó là sản phẩm này, nhà Creed đã bước ra khỏi vùng an toàn. Tại sao mình lại nói như thế? Giống như Aaron Hughes, một nhà perfumer độc lập, đã từng nói đó là những cái sản phẩm của nhà Creed, một số chai mà anh ấy được ngửi của nhà Creed thì nguyên liệu làm mùi rất là tốt, thế nhưng nó quá là an toàn. Và mình hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét của perfumer này, bởi vì thực tế mà nói, ngoài trừ Creed Aventus thì bởi vì nói thật là mình cũng chưa được ngửi những cái bản đời đầu của nó nên ra mình không dám nhận xét nhiều. Nhưng mà mình tin chắc là Creed Aventus luôn luôn là cái thành công số 1 của nhà Creed. Còn thì thực tế những cái chai nước hoa khác mình đã được ngửi giống như là Creed Himalaya, Creed Original Santa. Và ở đây mình cũng có hai chai, đó là Creed Silver Mountain Water và Creed Nidori, và cộng thêm là Creed Viking này nữa. Thì những cái chai mà mình đã được ngửi, mình đều có một cái cảm giác, đó là mặc dù cái cách blend mùi của Creed rất là tốt, nguyên liệu sử dụng rất là tốt, thế nhưng nó an toàn, nó không tạo, nó có nghĩa là nó luôn luôn gây cho mình một cảm giác là không có một cái điểm nhấn khi mà mình ngửi những cái mùi hương đó. Nó thực sự nó không có nhiều cái cảm xúc đó. Do đó cũng giống như Aaron Hill nói thì mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm những cái sản phẩm trước đó của nhà Creed, ngoại trừ Creed Aventus, cách làm mùi, blend mùi rất là tốt, nhưng nó lại quá an toàn. Do đó là nó không tạo được nhiều những cái về mặt gọi là emotion, cảm xúc đối với mình. Và thậm mình nghĩ là sẽ có những cái anh em khác có cùng quan điểm với mình. Thế nhưng ở Creed Viking này nó làm hoàn toàn khác. Mùi hương này nó có thể nói là độc đáo và một cái gọi là cái mới mẻ trong cách làm mùi của nhà Creed. Do đó điều đầu tiên mình thích ở trang nước hoa này đó là cái sự mới mẻ, đã bước, ít nhất đối với quan điểm của mình, nó đã bước ra khỏi cái vùng an toàn với cách làm mùi của nhà Creed. Điểm thứ hai mình thích ở trang nước hoa này đó là cách blend mùi của họ làm cực kỳ là tốt. Có ba nốt nguyên liệu chính mà các anh em khi mà xịt và có thể cảm nhận được, đó là tiêu hồng, cỏ hương bài và bạc hà. Đối với trên da của mình thì mình cảm thấy tiêu hồng và cỏ hương bài là rõ hơn. Thế nhưng ở đây trang nước hoa này cũng có sử dụng nốt bạc hà. Và cái hay của nó đó là cái bạc hà này nó dung hòa cái những nguyên liệu cay nồng và nóng kia, đó là tiêu hồng và cỏ hương bài, tạo nên một cái mùi hương nó vừa có một cái độ thanh mát và vẫn có một cái nút một chút cay nồng ấm. Và đấy là cái điều mình rất là thích ở chai nước hoa này. Do đó điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này là cách blend mùi của nó rất là tốt. Điểm thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như bạn nào khoảng tầm 3 năm đổ về lên và các bạn thực sự thích một cái mùi hương, nó một cái phong cách giống như những sản phẩm của nhà Tom Ford, giống như Tobacco Vani, đó một dạng như kiểu CEO Manager, và các anh em thích thỉnh thoảng hôm nay mùi của Tom Ford và một cái mùi khác, một dạng kiểu một quý ông chỉn chu, đứng đắn và lịch lãm, thì Creed Viking chính xác là cái mùi hương hoàn toàn có thể sử dụng được. Bởi vì cái mùi hương này thực sự mà nói, anh em nào phải có một cái phong cách cực kỳ là gentleman, một dạng kiểu real X-Man, một người đàn ông đích thực, thì khi mà các anh em xịt mùi hương này rất hỗ trợ rất là tốt. Còn lại nếu như anh em nào có một phong cách giống như kiểu là trêu hoa ghẹo nguyệt đó, hoặc là nó hài hước vui vẻ, thì không nên sử dụng chai nước hoa này. Chai nước hoa này thực tế chỉ sự hợp với đạm một kiểu người đàn ông nó ít làm nhiều đó, thì chai nước hoa Creed Viking này rất là hợp. Còn lại thì không nên sử dụng mùi hương này. Tổng kết lại, 3 điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là, đối với cá nhân của mình, sản phẩm này của Creed đã bước ra khỏi một ít nhiều, đối với mình là bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi vì như mình đã nói, những cái sản phẩm khác của nhà Creed mặc dù họ blend mùi cũng rất là tốt, thế nhưng nó quá là an toàn, nó không có một cái điểm nhấn, ngoại trừ Creed Aventus. Điểm thứ hai đó là cách blend mùi của chai nước hoa này rất là tốt, rất là ok. Mặc dù sử dụng những cái nốt tiêu cỏ hương bài, đó là nhất chất spicy cay nồng, nói chung là nóng, thế nhưng cùng với bạc hà họ đã blend mùi lên một cái mùi hương có vừa có cái sự thanh mát vừa có sự cay nồng của tiêu đó, thì đấy là mình thấy rất là ok. Và cái thứ ba, đây chính là cái mùi hương mà dành cho các gentlemen, cùng với những cái mùi hương dạng như kiểu tương đương với Tom Ford Tobacco Vanille chẳng hạn đó, thì đây là cái mùi hương gentlemen.
đấy là những cái điểm mình thích về chai nước hoa này. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này là cái gì? Thực tế mà nói thì cũng có những cái bài viết đánh giá cái cách làm mùi hương của chai nước hoa này của nhà Creed là một cái hướng đi mới mẻ và độc đáo. Thế nhưng thế giới luôn đầy những bất ngờ, bởi vì là có hàng chục nghìn chai nước hoa và có cả đời này chúng ta cũng không bao giờ ngửi hết. Và ở đây mình đã khám phá ra một chai nước hoa nó đã ra đời từ rất rất lâu, có thể gọi nó là ông tổ của Creed Viking. Nó đã ra đời những năm 90, và cái điểm đặc biệt của nó đó là cái nốt mùi của nó hoàn toàn giống với Creed Viking. Tất nhiên nó có về cơ bản là giống, còn thì bởi vì thành phần nguyên liệu, cách blend mùi thì nó sẽ phải có cái sự khác nhau. Thế nhưng về cơ bản mùi là giống nhau. Và điểm thú vị là chai nước hoa này nó đã ra đời từ những năm 90, nó gọi là bố của thằng Creed Viking này. Và điểm thứ hai nữa đó là giá của chai nước hoa này rất là rẻ luôn. Và đây là cái điểm mà mình cảm thấy rất là thú vị. Nó chứng minh rằng một điều là chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền rất là nhỏ, thế nhưng đổ lại chúng ta hoàn toàn có thể tự tin có cơ hội sở hữu những mùi hương độc đáo, thú vị, hoàn toàn được đánh giá là ngang hàng với những chai nước hoa đắt tiền. Và chai nước hoa mình muốn nói ở đây đó là Ungaroo Pure Homme. Chai nước hoa này thì thực tế mà nói thì giá rất là rẻ và cũng không nhiều người biết đến. Mặc dù vậy, mình đánh giá cách làm mùi của Creed Viking này tốt hơn, bởi vì dù sao thì nguyên liệu của nhà Creed nó làm vẫn có, mình nghĩ là cảm giác là nó đầy đặn hơn, nó tròn trịa hơn so với Ungaro. Thế nhưng điều mình muốn nói ở đây đó là style mùi thì hai thằng này có cái nét tương đồng rất là giống nhau, và giá của nó thì cũng khác nhau hoàn một trời một vực. Do đó đây là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này, bởi vì thực tế mà nói thì với một số tiền nhỏ hơn mình hoàn toàn có thể bỏ ra mình mua một chai nước hoa có cái nét giống với Creed Viking đó. Và điểm thứ hai mình không thích ở chai nước hoa này đó là thực sự mà nói nó không dành cho những anh em nào mới chơi nước hoa. Đây là chai nước hoa mà ít nhất người dùng phải có một cái sự am hiểu nhất định về mùi hương, thì khi mà xịt thì chúng ta sẽ không cảm thấy mùi hương này nó nhàm chán, mùi hương này nó không lại là không mệt mượt mà thu hút. Do đó chai nước hoa này với cá nhân quan điểm của mình nó không dành cho các anh em nào mới chơi nước hoa, mà nó sẽ chỉ hợp với các anh em nào ít nhất có mình có một cái nền tảng một chút rồi, thì khi mình xịt mình sẽ cảm thấy cái chai nước hoa này thật là hay, cái chai nước hoa là thật là thú vị đó, bởi vì là cái cách làm mùi nó như thế này, cái cách xử lý nguyên liệu của nó như thế này. Thì khi mà chúng ta đã có một cái nền tảng rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái mùi hương của Creed Viking. Còn nếu như anh em nào mới chơi nước hoa chỉ đơn thuần là xịt lên và ngửi thì thực sự chai nước hoa này là không hợp. Thì có xong mình vừa chia sẻ những cái cảm nhận cá nhân quan điểm của mình về nước hoa Creed Viking. Rất hy vọng cảm thấy anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.